Mới đây tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETSO họp báo công bố kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Theo ông Hironobu Kitagawa, trưởng đại diện văn phòng JETSO Hà Nội, đây là chương trình khảo sát lần thứ 32 của JETSO. Theo kết quả khảo sát, có tới 65,3% doanh nghiệp Nhật Bản trả lời có lãi, có 70% số doanh nghiệp mong muốn tiếp tục mở rộng kinh doanh, con số này cao hơn so với nhiều nước khác. Khả năng tăng trưởng, chi phí nhân công rẻ được các doanh nghiệp đề cập đến là những lợi thế chính của Việt Nam. Đánh giá về mức độ rủi ro và khó khăn về môi trường đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng 4 trên 5 hạng mục đã được cải thiện. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp Nhật Bản, vẫn còn một số hạng mục đáng quan ngại. Cụ thể, hạng mục hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô vẫn chưa được cụ thể, mặc dù tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam có sự gia tăng, nhưng vẫn còn ở mức thấp hơn so với Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.